Hello quý vị và các bạn. Thì video hôm nay hàng vừa qua thì video hôm nay Tiến BB cũng muốn tháo cái loa JBL full đôi 340 của chiếc kèn. Đó. Đây hình thức của loa các nhé. Để quay sách. JBL M Pro. Mã của sản phẩm là MB225. Made in USA các bác nhá. Hàng của Mỹ phim, vân tay Mỹ luôn. Ui à. Lo là thế là thùng vuông ạ. Nó không làm mát. Đó, nó thùng vuông. 1, 2, nó sẽ làm độ 45, 47 phân. Sâu 150. Đó, cao hơn 1 mét. Lo thùng lý đẹp cực kỳ luôn. Chắc chắn thành vách. Cực đẹp. Đây là cái miệng loa chép này, nó có tất cả cái lưới miếng nhựa tràn tất cả ốp mặt luôn, cực đẹp luôn. Đó các bác. Đây là cái chữ JBL, nó chịu chìm vào nhựa rồi. Đó. Loa này đẹp như này các bác này. Đó, màng loa và gân loa các bác. Quay thật kỹ cho các bác xem. Có một chiếc tháo rồi, đây quay chiếc này cho các bác xem thôi. Nấm màu vàng cực đẹp luôn, đốm vàng. Về cái lại quay các bác luôn, chưa vệ sinh gì cả. Đó. Còn video để test thì video sau thì mình sẽ test cái loa này cho các bác. Chất âm của nó thì cực kỳ rồi. Thì đây thì mình tháo sẵn cho các bác xem thực tế. Đây, mã sản phẩm đây. Model M115-8A các bác nha. Made in USA. Tức là cổ loa USA và sau là trùng luôn. Chứ không có Mexico dậu ông nọ cắm cắm bà kia các bác nha. Ngoài USA là trong cái USA như này. Nhiều con này là ở ngoài thì là USA, trong thì loa Mexico. À, những cái loa đấy là đi sự kiện nó chết bát rồi, nó mua bát khác vào lắp vào này. Lẫn lệch nhau đấy. Bộ đây. Côn nhện đấy bác. Đời này có nó có chấm xanh kiểu dạng như con M112, không có chấm xanh ở cái đâu kiểu này. Đây thì mình nhấc thẳng xuống cho bác xem thực tế. Côn nhện mới đẹp như thế này. Bao zin từ an nhé, côn nó chép các bác nhé. Tiến BB có hai đôi cơ. Thì hôm qua về một đôi này, một đôi cấp neo. Và từ đôi từ bắt neo, tí là Tiến BB quay đôi sau. Nó đẹp như thế này. Chiếc này như thế bác nhé. Đó, bác nhìn thấy chưa? Cực mới, cực đẹp luôn. Gân vải to thì bắt cực mềm, lời thoát. Đốn vàng ống ấy. Thì trong đây là cái củ loa chép này, Tiến BB cũng chưa tháo được, tại vì nó ghê nó liền nhựa luôn. Nó liền nhựa luôn. Làm gấu được bác. Cực gấu luôn. Loa thơm ngào ngạt luôn. Đó. Trong đây là bông chữ âm màu đen nữa nhá. Bọc xung quanh kín hết thùng. Đó. Và đây là bộ phân tần. Phân tần 2 tầng. Đó. Cả tầng dưới con này, tầng dưới nữa nha. Đó. Trên đây là hai cái bóng để chống cháy chép. Đó. Đó, có bao nhiêu nữa chưa? Bông nó cực đẹp luôn. Cái loa này nó như mới rồi các bạn. Đây là cái quạt sách. Có hai đôi bác nha. Hai đôi loa như thế này. Đó. Bông cực đẹp luôn, như mới luôn các bạn. Bông ấy là thùng vuông. Thôi bác nhìn tổng quan đi này. Cực đẹp. Bác nào mà chưa gia đình như loa này thì khoảng 11 phút luôn. Đây đứa A-căng, thì mình tháo ra luôn. Đây nhìn chéo này, lông lỉ đẹp chưa con. Cực đẹp luôn. Có hai đôi nhá. Giá thì là Tiến BB bán cho các bác là giá 21.500.000 bao ship toàn quốc. Thì cái loại này nó nặng lắm ạ. 21.500.000 bao ship toàn quốc cho các bác. 215 bao ship toàn quốc.
loa 2 bát 40 và một chiếc kèn. Đó. Cực ngầu luôn. Bác nào có nhu cầu lấy loa MB225 thì liên hệ bên phía MV. Có 2 đôi bác nhá. Giá là 215 bao ship toàn quốc. Đó. Bác nào có nhu cầu lấy thì liên hệ bên phía MV theo số điện thoại là 0948 388 448. Xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến MV ở tổ 3 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay bấm like và chia sẻ cho Tiến MV. Vâng. Xin chào các bạn.